Để người dân thủ đô và công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề Hoài niệm Hà Nội phố. Sáng nay, triển lãm đã chính thức khai mạc. Với hơn 130 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn trưng bày, triển lãm phần nào tái hiện đời sống sinh hoạt, văn hóa, tôn giáo của người dân Hà Nội. Khu phố cổ, nơi lưu giữ dấu ấn của một Hà Nội 36 phố phường thuở xưa, thành cổ Hà Nội với quy mô và kiến trúc độc đáo. Văn miếu Quốc Tử Giám, trường đại học lâu đời nhất Việt Nam, thắng cảnh Hồ Tây cùng nhiều di tích lịch sử bao quanh, Hồ Hoàn Kiếm với cầu Thê Húc, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn cùng các công trình mang đậm phong cách kiến trúc Á Âu thời Pháp thuộc. Đây cũng là một sự kiện văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2018, tuyển tập Phan Quang, 90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, trưởng khoa phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí Tuyên truyền tuyển chọn đã chính thức ra mắt bạn đọc. Tuyển tập bao gồm 99 bài báo của nhiều tác giả nổi tiếng viết về cuộc đời và sự nghiệp trong suốt hơn 70 năm qua của nhà báo Phan Quang. Mỗi bài viết có một cách tiếp cận và cách thể hiện khác nhau, nhưng đều khẳng định Phan Quang là một nhà báo, nhà văn hóa, một dịch giả tài ba, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp to lớn không chỉ với Đài Tiếng Nói Việt Nam và ngành phát thanh mà còn với nền báo chí nước nhà. Hiện nay, ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn không ngừng nghiên cứu, ghi chép, sáng tác. Những bài báo, bài văn, tác phẩm dịch thuật được trưng cất từ lòng yêu nghề cháy bỏng, sự khát khao cống hiến của ông đã khiến cho đồng nghiệp, nhất là các bạn trẻ theo nghề báo kính trọng và ngưỡng mộ.